Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các bạn, hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2022, cũng là ngày mùng 3 tháng 3 năm Nhâm Dần. Và thưa các bạn, bữa nay chính là ngày chánh giỗ của tổ khai sơn chùa Hội Phước. Mà chùa Hội Phước là chốn tổ của chúng ta hiện nay. Hôm qua thì Thiên Phước với một số vị có đi về để dâng hương, cúng dường và đảnh lễ vấn an sức khỏe, cũng như thỉnh giáo ngài trưởng môn của chúng ta là Hòa Thượng Thượng Lệ Hà Trang. Hôm qua thì tình hình dịch bệnh đã tương đối, tuy nhiên vì giữ cho cộng đồng, vì giữ cho đạo tràng, cho nên theo lời dạy của Hòa Thượng trưởng môn thì cũng không có mời mọc, không có tổ chức. Và hôm nay là chánh giỗ thì Thiên Phước cũng vì tình hình chung như vậy cho nên cũng không dám mà tổ chức để huynh đệ chúng mình cùng nhau về về dự lễ giỗ tổ. Và thưa các bạn, khi các bạn trở về dưới chốn tổ thì các bạn thấy là chúng mình cũng có phước, vì chỉ cần bước chân vào chốn tổ thôi thì tâm thái của các bạn sẽ chuyển đổi. Hình bóng của chư tăng trong chốn tổ rất là đạo đức và rất là dễ thương. Sự trang nghiêm và năng lượng thanh tịnh ở nơi ấy đủ để thuyết phục chúng ta cố mà dấn thân. Giống như lời thơ nói là kiếp này có phước khôn ngoan, gắn cho thanh tịnh, niết bàn đợi ai. Đừng để rồi đến ngày mai tam đồ lục đạo kéo dài lê thê. Vâng, cũng là cho chúng mình, nhưng mà cũng là báo ân chư tổ đức tiền bối, các ngài đã dạy công hoằng dương Phật Pháp ở nơi quốc độ của chúng ta, đặc biệt là ở thời kỳ rất là khó khăn, ở thời Tây, rồi những năm chiến tranh kéo dài. Thực ra thì mỗi một thời là mỗi một điều khó khăn khác nhau, nhưng đích thật là quý vị có phước và cũng rất là khôn ngoan. Thì bây giờ mình phải làm sao gắn cho thanh tịnh, niết bàn đợi ai, đừng để rồi đến ngày mai. Vâng, thưa các bạn, tình hình dịch bệnh thì không có cho phép chúng ta nói chuyện ngày mai, cho nên nếu chúng ta không có thật sự dốc lòng tu học á, rồi nghiệp duyên đẩy đưa đó, thì cuối cùng thì sao ạ? Một đời hơi dứt thân không, duyên sanh ghép lại một dòng trầm luân, một vòng trầm luân. Có nghĩa là nếu chúng ta chưa thật sự tạo cho mình một chất lượng của sự giác ngộ, mà cách nói thì Phước Khai nói là bạn chưa có được năng lượng của tuệ giác thì đúng là một đời hơi dứt thân không, duyên sanh ghép lại một vòng trầm luân mà thôi. Và Thiên Phước vừa kính trình với các bạn đấy là huynh đệ chúng mình có phước,
đã trải qua một cơn dịch bệnh, rồi lại được nương về nơi Tam Bảo ở đây, mà nguồn cội là chốn tổ ở Nha Mân, ở tỉnh Đồng Tháp, bây giờ gọi là thành phố Sa Đéc đó. Và hơn nữa các bạn lại đặt vấn đề chúng ta tu học như thế nào. Sự có mặt của các bạn đã chứng minh rằng các bạn rất nỗ lực để làm sao như loài thơ tôi là gắn cho thanh tịnh, niết bàn đợi ai. Và có người đã đặt vấn đề giống như huynh đệ, rồi lại ghi ở trong một cái lời chia sẻ rằng cho con gặp thầy để được chỉ dạy, hướng dẫn con đường tu tập tại gia. Và vì thế cho nên chủ đề chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là con đường tu tập tại gia. Y như lời của một bạn nào đó đã ghi, thì mới không chữa lời để cho dễ thương hơn chẳng hạn, không cần phải thế. Xin nhắc lại chủ đề của buổi học pháp của huynh đệ chúng mình cùng với nhau tu học. Mặc dầu Thiên Phước là người xuất gia, nhưng mà chúng ta vẫn học chủ đề con đường tu tập tại gia. Và thưa các bạn, các bạn có băn khoăn không? Có băn khoăn là hiện nay mình nên tu như thế nào không ạ? Có không? Ai băn khoăn? Giơ tay xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn những vị khác thì không cần đen khoen nữa. Vâng, thưa các bạn, băn khoăn là tốt, nhưng mà các bạn nên hiểu rằng sự tu học của chúng ta thực ra là đã có định hướng rồi. Nhưng mà vì nhân duyên nào đó mà các bạn chưa để ý, hoặc là có để ý rồi nhưng mà áp lực của đời sống nhiều quá các bạn quên đấy thôi. Thiên Phước đã từng chia sẻ nhiều ý để nhắn nhủ rằng con đường tu học của chúng ta rất là rõ ràng. Con đường tu tập tại gia ngày hôm nay thì Thiên Phước nghĩ là sẽ cung cấp cho các bạn những dữ liệu, những ý tưởng và những thông tin quan trọng để từ này về sau các bạn không còn băn khoăn nữa. Giống như trong một sự chia sẻ khác thì Thiên Phước đã có chia sẻ rằng với chủ đề là tu theo ai đó, lâu rồi. Thì có một vị thượng tọa ngày cũng tâm sự với Thiên Phước rồi nói: thưa thượng tọa, bây giờ là tôi cũng không biết là nên tu theo Phật hay là tu theo Tổ. Và đấy là một vị thượng tọa có chức sắc và có tâm huyết. Ngài tâm sự như thế rất là dễ thương. Sám hối mà nói, có nhiều vị cũng than phiền với Thiên Phước là bây giờ khi đi vào thành ấp xóm làng, đi đến nơi này chốn kia, gặp chư tăng ngồi lại với nhau nói chuyện Phật pháp rất là khó, rất là hiếm đấy. Và Thiên Phước cũng rất là cảm ơn cái bạn nào ấy đã viết một tờ giấy gửi lại cho số điện thoại. Và trong nội dung Thiên Phước đã thưa đấy là mong được cho con được gặp thầy để được chỉ dạy hướng dẫn con về con đường tu tập tại gia. Vâng, chính vì tâm sự của bạn ấy như vậy cho nên Thiên Phước mới thành kính muốn chia sẻ với các bạn. Và trong thực tế thưa các bạn, có nhiều huynh đệ chúng ta ở trong nước và ở ngoài nước cũng rất băn khoăn vấn đề là nên tu học theo pháp môn nào. Có phải không ạ? Bây giờ có bạn nào còn băn khoăn vấn đề tu học theo pháp môn nào không? Có còn thì cứ bảo còn nha, không có sao, không có ngại. Các bạn chưa vững chắc là lỗi ở nơi Thiên Phước thì Thiên Phước sẽ cố gắng. Vì sao như vậy? Vì có lời kệ rằng Đại Thánh Nhân Tuyên Ngũ Giáo Văn, Thiên Môn Vạn Hộ Nhập Thiên Chân, Biến Quan Thọ Nhất Phi Dư Giả, Tận Thị Phật Gia Bất Liễu Nhân.
Và Thiên Phước tạm dịch đó là Phật Pháp từ tôn dạy năm phần, nghìn đường vạn nẻo hướng thiên chân, mỗi người chấp chặt phần mình học, bồ đề giác quả chẳng liễu nhân. Vì theo tinh thần xưa đó, chư tổ đức xưa chia giáo pháp của Phật ra thành ra là ngũ thời thuyết giáo hoặc là ngũ thừa giáo, cho nên ở đây nói là Đại Thánh Nhân Tuyên Ngũ Giáo Văn, Thiên Môn Vạn Hộ Nhập Thiên Chân, Phật Pháp Từ Tôn Dạy Năm Phần, Nghìn Đường Vạn Nẻo Hướng Thiên Chân. Thậm chí có một số chư tôn đức các ngài nói là Phật dạy tám muôn bốn ngàn pháp môn. Các ngài nói đi nói lại như là các ngài đã nắm vững tám muôn bốn ngàn pháp môn đó. Điều ấy thì Thiên Phước không dám nói, nhưng mà rõ ràng là chỉ cần nói đến mười tông như là Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, rồi Luật Tông, Câu Xá Tông, rồi Luận Tông, rồi vân vân, mười tông phái là mình thấy rối rồi. Và Thiên Phước cũng đã từng chia sẻ với các bạn, trong văn hóa Phật giáo Việt Nam hiện nay đó, thì ở Việt Nam chúng ta chủ yếu là các chư tôn đức tăng tự mình tu học và hóa pháp thì chủ yếu là ba pháp môn là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Mật Tông thì mới khởi sắc khoảng từ năm 95 trở lại thôi. Trước đây là cũng có, trước đây người có công tu học và phiên dịch và có thành tựu, đến là ngài Hòa Thượng Viên Đức tu tập về Mật Tông, rồi hóa pháp, đấy là ngài Thiền Tâm là nói về Mật Tông. Tịnh Độ Pháp Môn thì là một pháp môn rất là phổ biến của Phật giáo Việt Nam từ ngàn xưa đến giờ, nhưng nổi bật ở trong thời kỳ về sau này đó là ngài Hòa Thượng Thiền Tâm, rồi gần đây lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh. Về Thiền Tông thì chắc là các bạn nghe nói đến, bây giờ chư tôn đức các ngài gọi là ngài Tông Chủ lão Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ. Còn những nội dung tu học khác thưa cũng không ngoài tinh thần tu tập giới định tuệ. Và lời thi kệ các bạn đã nghe qua đó, mỗi người chấp chặt phần mình học, bồ đề giác quả chẳng liễu nhân. Sở dĩ huynh đệ chúng mình cũng như một số bạn cư sĩ khác, một số vị tu sĩ vẫn băn khoăn là không biết nên tu theo pháp môn nào, là vì chúng ta ảnh hưởng sự truyền bá của Phật giáo Trung Hoa, rồi đến thời đại hội nhập văn hóa toàn cầu. Trước đây ở miền Nam thì có văn hóa Phật giáo Nam truyền cộng với văn hóa Phật giáo Bắc truyền, cho nên người đệ tử Phật có lúc có duyên được tiếp xúc với Phật giáo Nam truyền, rồi đôi khi lại có duyên được tiếp xúc với Phật giáo Bắc truyền, cho nên băn khoăn là phải. Rồi bây giờ sự thịnh hành, sự nổi tiếng của Đức Đạt Lai Lạt Ma và pháp môn tu về Mật Tông của chư tôn đức tu tập theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng lại ảnh hưởng đến văn hóa Việt. Và gần đây nữa thì sự truyền thừa, sự phát triển của văn hóa Phật giáo Nam truyền như các dòng thiền Vipassana, những khóa tu thiền ở Myanmar của Miến Điện, rồi ở Thái Lan, vân vân, cho nên các bạn băn khoăn là phải. Hơn nữa, truyền thông bây giờ, các bạn mở trên YouTube xem, chư Pháp Sư phát tâm giảng rất nhiều, thì chúng ta rối là phải. Nha. Nhưng sự thật đấy là vì nhân duyên nào đó mà chư Pháp Sư rồi một số vị cư sĩ cũng lên truyền thông để rao giảng Phật Pháp đó. Thì các vị ấy vì nhân duyên nào đó rất đặt nặng vấn đề là đề cao pháp môn của mình,
Và có những vị nổi tiếng như Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, chuyên giảng về Tịnh Độ Pháp Môn, ảnh hưởng toàn thế giới, thì chúng ta rất là bị ảnh hưởng. Thế thì nếu chúng ta không khéo lại gặp một số chư vị các ngài rất nhiệt tình đề xướng pháp môn của mình, nhưng đôi khi chúng ta lại không đủ duyên để hiểu biết, để nhận chân ra rằng trăm sông thì đổ về một bể, nguồn nước của trăm sông là cũng bốc hơi từ biển thôi. Có nghĩa là cho dù pháp môn nào đi nữa thì vẫn từ sự giáo hóa của Đức Phật mà chúng ta theo thói thường của thế gian thì đặt nặng vấn đề đúng sai, phải quấy được thua, cho nên rất là băn khoăn trong vấn đề tu học. Điều đó Thiên Phước hiểu vì Thiên Phước cũng từng trải qua như vậy. Vâng, thưa các bạn, chính vì mình băn khoăn nhiều rồi bây giờ phải theo truyền thông, rồi ảnh hưởng bởi bạn bè, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, mà bạn đi lãng quạng thì mình cứ lãng quạng theo thôi. Nay bạn đi chùa này rủ mình đi, mai bạn đi chùa kia rủ mình đi, cuối cùng mình không biết mình tu kiểu gì. Điều ấy không có gì đáng ngạc nhiên, và các bạn không có điều gì để phải đáng trách đáng phiền. Mà nếu đáng trách đáng phiền là đáng trách đáng phiền những vị trụ trì, những vị hướng dẫn chịu trách nhiệm nói truyền ánh sáng Phật Pháp đến chúng ta. Ở đây thì Thiên Phước ban đầu về cũng rất là băn khoăn, vì lúc bấy giờ chùa chúng ta theo truyền thống thì gọi là chùa tu tịnh độ, nhưng mà được bao nhiêu người trong huynh đệ trước mình hiểu gì về tịnh độ. Mở miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mỗi một chữ trong đó cũng chẳng hiểu. Giáo nghĩa của tịnh độ thì là chúng ta là hỏng, quá hỏng luôn, rỗng tuếch luôn đấy, sám hối mà nói như thế. Rồi sau đó may mắn được nghe Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không ngày giảng, thì lúc bấy giờ mỗi người chúng ta tưởng như mình là một thành viên tu hành chăm chỉ trong pháp môn tịnh độ, và mở miệng ra thì bảo là một đời tu học, một đời vãng sanh. Vâng, tình trạng ấy Thiên Phước đã gặp, cũng không có đáng trách mà chỉ là đáng thương. Chúng ta không hiểu rằng nguồn nước của trăm sông thì cũng từ đại dương mà thành tựu. Hóa pháp của chư tôn đức, các pháp môn cũng không ngoài từ giáo hóa của Phật Đà. Nhưng mà chúng ta chưa đủ duyên để tìm hiểu như thế nào là nền tảng. Và vì thế cho nên thưa các bạn, mấy mươi năm tiếng là học Phật, đi chùa tụng niệm chí thành, cúng dường hết lòng, nhưng mà bất an vẫn luôn có mặt, phiền não luôn luôn là đi chung với mình. Và hình như là nhìn vào khuôn mặt là thấy là phiền não mình mang mặn, mang ở trên khuôn mặt của mình. Như hôm trước thì bước dặn là đừng mang phiền não trên khuôn mặt của mình, nhưng mà gần như vậy cả người xuất gia như Thiên Phước. Ví dụ như câu chuyện ngày hôm qua là không khéo là mang phiền não trên khuôn mặt tới ngày hôm nay. Cho nên các bạn thấy không, lời thơ nói là bồ đề giác quả chẳng liễu nhân, có nghĩa là mình không cách nào để gieo được một cái hạt giống của bồ đề, có nghĩa là hạt giống của tuệ giác, của giác ngộ, của tỉnh thức về sự thật. Và thưa các bạn, nội dung Thiên Phước vừa chia sẻ đó là Thiên Phước gọi là sự chấp chặt pháp môn, không hiểu biết nên thường dẫn đến thị phi là điều nên tránh. Lâu nay là chúng ta đã va vấp rồi, đã có thể va vấp vào hoặc là bị ảnh hưởng bởi thị phi ở giữa vấn đề tu học các pháp môn. Giống như vừa rồi có một trong những vị thầy về trợ duyên cho Thiên Phước cúng đàn đó, mình quen gọi là quý thầy Ban Kinh Sư đó, thì trong đó có một vị thầy khi về gặp Thiên Phước thì cũng tâm sự là thầy không vui vì nghe một vị tôn túc hòa thượng của Phật giáo Nam truyền
nói những lời không có tốt đẹp, nói những lời làm cho chúng ta dễ phiền não về Phật giáo Bắc truyền, về Tịnh độ tông, rồi về Thiền tông, về Mật tông. Thì Thí Phước mới thưa với thầy đó rằng: thưa thầy, thôi thầy đừng nói nữa. Thí Phước hiểu là thầy muốn đang nói đến vị nào rồi, nhưng mà thôi, tuồng ảo hóa đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trong thấy mà đau. Tuồng đời là thế, bây giờ ai đóng vai gì thì cứ hát cho tốt cái vai của mình. Cho nên vị tôn túc hòa thượng đó, ngài đóng vai của ngài, thì ngài có thể nặng lời với thiền tông của Bắc truyền, ngài có thể nói những lời không dễ thương về mật tông của Bắc truyền, ngài có thể nói những lời không xứng về tịnh độ tông của Bắc truyền, nhưng đấy là vai của ngài đóng thôi. Các bạn thấy những tuồng cổ xưa luôn luôn có vai ác, có vai nịnh, rồi cũng có vai trung. Bây giờ mình lại thích vai trung cho nên mình ghét vai nịnh, nhưng mà không có vai nịnh thì tuồng không có diễn được. Người ta chỉ là đóng vai thôi thì sao? Cho nên chúng ta học Phật, đặc biệt là người tu học theo Phật giáo Bắc truyền, phải có ánh nhìn như vậy. Đừng có để bị thị phi dẫn lối mình, rồi mình đã bất an vì thị phi, về phải quấy, về được thua trong đời sống gia đình và xã hội. Bây giờ đến chùa lại bị bất an vấn đề là Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Tiểu thừa, Phật giáo Đại thừa. Chi vậy cho nó nặng gánh thế? Mà muốn không nặng gánh cũng không phải là dễ. Là vì thế cho nên nội dung thứ nhì của ngày buổi nói chuyện ngày hôm nay đấy là Thí Phước kính chia sẻ với các bạn rằng tu học theo nhân duyên của mình. Các bạn nghe rõ không? Từ rồi về sau xin hoan hỷ, đừng đặt vấn đề là thầy ơi sao thầy không dạy con tu pháp môn này, sao thầy không dạy con luyện pháp môn kia. Bạn là ai? Mình bây giờ không đi xe đạp mà bạn lái Honda được là mừng rồi. Bây giờ đòi lái xe tải 18 bánh, rồi đòi lái xe khách 50 chỗ ngồi chứ nó mệt vậy. Bạn là ai mà bạn đòi tu học pháp môn cao thượng nào đó? Trừ khi bạn nào có năng lực thì gặp riêng với nhau, rồi nếu Thiên Phước không có khả năng chia sẻ, Thiên Phước sẽ tiến dẫn bạn đi gặp những bậc có tuệ giác, có trải nghiệm và có thành tựu của các pháp môn đó mà học. Nhưng liệu bạn có cơ hội không? Bạn có đủ chất liệu của tuệ, của trí tuệ, của tinh thần, của sức khỏe, của kiến thức và của thời gian để đi học không? Đấy là vấn đề mà chúng ta phải đặt ra đấy. Đừng chạy theo trào lưu các bạn ạ. Vậy chúng ta tu học là tu theo nhân duyên của mình. Cho dù là người cư sĩ tục gia như các bạn hay là Thiên Phước là người xuất gia. Và hơn nữa, như các bạn đã biết, lâu nay Thiên Phước chưa bao giờ dám thực sự nhận làm thầy của ai. Mỗi lần có một số bạn phát tâm quy y Tam Bảo, mất bát dĩa lắm là Thiên Phước mới đứng ra làm lễ. Là khi các vị ấy bệnh nằm một chỗ cũng rất là khó khăn để thỉnh chư tôn đức khác về nơi mà bạn ấy đang dưỡng bệnh. Còn không thì mỗi năm ở tại chùa chúng ta thì chúng ta chỉ cử hành một lễ quy y Tam Bảo thôi. Và lễ quy y Tam Bảo ấy thì có thỉnh chư tôn đức hòa thượng, chư tôn đức tăng đến để chứng minh cho quý vị quy y Tam Bảo. Đồng nghĩa là một mặt là Thiên Phước không có dám thực sự nhận làm thầy của ai, nhưng mà một mặt khác để mời gọi các bạn hiểu rằng chúng ta quy y là quy y Tam Bảo, chứ không phải là quy y vị thầy A, vị thầy B. Mà thầy A, thầy B lại cho rằng đây là đệ tử của tôi thì đấy là việc duyên của các ngài. Chứ Thiên Phước đâu có dám đi giành đệ tử với Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mình quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Tăng là đoàn thể đẹp, có nghĩa là không phải là thầy A hay là thầy B. Các bạn nhớ như vậy. Và cũng trên tinh thần như vậy cho nên đó, khi có bạn đặt vấn đề là Thiên Phước nên hướng dẫn Pháp tu nào thì Nam Mô Phật kẹt bằng đạo lắm mà, khó lắm mà. Cho nên trong duyên ngày hôm nay thì Thiên Phước cũng không dám mượn ý mình mà cân nhắc với các bạn rằng là người cư sĩ tục gia là nên tu học như thế nào, mà Thiên Phước chỉ nương theo các bậc cổ đức tiên hiền để nương lời dạy của các ngài rồi chia sẻ lại với các bạn thôi. Thưa các bạn, trước đây Thiên Phước cũng có một lần chia sẻ qua, đấy là lời dạy của ngài Hòa thượng Thượng Trí Hà Tịnh. Và thưa các bạn, làm sao mà Thiên Phước được biết lời dạy của ngài? Thưa các bạn, Thiên Phước có duyên gặp gỡ và cùng sinh hoạt và được sự trợ duyên của nam cư sĩ Phật tử Huỳnh Trung Chánh. Nếu mà các bạn có xem kịch hay là xem sách đó, thì có những tác phẩm như là Quán Âm Tóc Rối. Đấy là tác phẩm của nhà văn nam cư sĩ Phật tử Huỳnh Trung Chánh. Và nam cư sĩ Phật tử này là ngày xưa đó là người của văn phòng của Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa. Người trong làm việc trong văn phòng của văn phòng Tổng thống. Và trong thời kỳ năm 63 có những biến động, có những sự kiện có vẻ như là mâu thuẫn giữa Phật giáo và chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó. Thì Huỳnh Trung Chánh được văn phòng Tổng thống cử vào, mình nói theo ngôn ngữ bình dân là được cài vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chùa Ất Quang. Để chi? Để huynh ấy có nhiệm vụ theo dõi chư tôn giáo phẩm là như ngài Hòa thượng Thiện Hoa, Hòa thượng Thiện Hòa, Hòa thượng Trí Tịnh, Hòa thượng Trí Thủ vân vân, để theo dõi tình hình xem như thế nào. Nhưng mà cuối cùng là Huỳnh Trung Chánh thấy đạo đức của Hòa thượng Thiện Hoa, Hòa thượng Thiện Hòa là những bậc chân tu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lúc bây giờ, cư sĩ Huỳnh Trung Chánh lại phát tâm quy y Tam Bảo và thờ ngài Hòa thượng Thiện Hoa làm thầy. Rồi vật đổi sao dời, đất nước sao biến động năm 1975, 30 tháng 4 đó, thì Huỳnh Trung Chánh vì trước là phục vụ trong chế độ của Việt Nam Cộng Hòa, huynh ấy là một người được người dân và quân nhân hệ thống chính phủ thời bấy giờ xem là bao thanh thiên của miền Nam. Có nghĩa là huynh ấy là một nghị sĩ, một dân biểu, nhưng mà đồng thời là một thẩm phán rất là nghiêm minh. Và cũng có thể là vì có tu hành đạo đức cho nên sau duyên biến cố năm 1975 thì Huỳnh Trung Chánh đã qua Mỹ. Qua Mỹ thì huynh không còn sinh hoạt liên quan đến chính trị nữa, mà một lòng dành thời gian công sức đi làm có kế sinh nhai và phụng sự Tam Bảo. Và trong thời gian ở Mỹ thì huynh kết duyên với nhiều ngôi Tam Bảo. Mãi đến năm 2007 là 8 gì Thiên Phước mới gặp huynh ấy. Và trong thời gian được gặp gỡ chia sẻ với nhau thì không biết nhân duyên nào đó, Thiên Phước nhớ rằng Huỳnh Trung Chánh chia sẻ về sự kiện huynh ấy những năm trước đó, nghĩa là huynh ấy đã lớn tuổi rồi. Huynh ấy sinh năm Kỷ Mão năm 1938,
đã mất vài năm trước đây rồi. Thì khi đã tuổi già bóng xế rồi đó, thì huynh ấy lại dốc lòng phụng sự Tam Bảo bằng cách viết lách, viết những câu chuyện để gợi nhắc, để mời gọi mọi người có sự hiểu biết về Phật Pháp, về đức tin đối với Tam Bảo. Đồng thời huynh ấy một mặt là lợi người phụng sự Tam Bảo, viết lách để mời gọi mọi người có nhận thức đúng về Phật Pháp, rồi một mặt là tu tập. Thì trên tinh thần của tuổi già bóng xế, trải qua bao nhiêu biến động của cuộc đời, thăng cũng có mà trầm cũng có, thì năm nào ấy huynh có duyên về đảnh lễ hòa thượng ở chùa Vạn Đức, là lão hòa thượng Thượng Trí Hà Tịnh. Khi huynh ấy về đảnh lễ hòa thượng và xin hòa thượng chỉ dạy, huynh ấy bạch rằng: bạch thầy, tuổi con cũng đã già rồi, con kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Ở tuổi của con thì nên tu tập như thế nào trong hoàn cảnh nhân duyên xã hội thời hiện nay? Thì hòa thượng Thượng Trí Hà Tịnh ngày dạy huynh Huỳnh Trung Chánh đại ý là: khi ông rảnh, ông khỏe thì ông lại Phật, lại sám hối, mệt mệt thì ngồi thiền, rồi khỏe khỏe hơn một chút thì tụng kinh, tụng kinh xong rồi thông thả thì niệm Phật. Cho nên sám hối, lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, vậy thì pháp môn nào ? Lão Hòa Thượng ngài không nói pháp môn nào cả, mặc dầu ngài là người tu tập có thành tựu về tịnh độ pháp môn. Nhưng ngài hướng dẫn cho huynh cư sĩ Huỳnh Trung Chánh là hãy đạo hữu khỏe thì lại Phật, rồi nhọc rồi thì ngồi thiền, thông thả thì đi kinh hành. Cho nên lại Phật, ngồi thiền, đi kinh hành, niệm Phật, sám hối, việc gì cũng làm cả. Rồi nghe pháp. Vâng, thưa các bạn, Thi Phước vừa kính mượn ý từ lời dạy của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, hướng dẫn cho huynh cư sĩ Huỳnh Trung Chánh để các bạn để ý mà nương theo đó mà tu học. Vậy có phải cần pháp môn nào không ? Vâng, thưa các bạn, rồi tu là thế nào? Đơn giản nhất là tu là điều chỉnh mình ở lời nói, thay đổi mình ở suy nghĩ, và khéo quản lý mình, kiểm soát mình trong hành vi, thế gọi là tu. Ngày xưa mình ăn đằng sóng, nói đằng gió, thì bây giờ mình nói đâu ra đó. Cẩn thận, không cần phải nói nhiều. Thì mình đã tu rồi. Ngày xưa mình làm việc gì cũng tất bật, cũng vội vàng. Bây giờ thì mình biết rằng làm nhanh mau hỏng cũng bằng vô công. Thà rằng chịu khó lâu công làm đâu được đấy, thông dong vội gì. Đấy là cách nói của trong bài thơ nào đó về chú nhện đó. Nhưng mà nhớ đâu thì nói đó với các bạn. Ý Thi Phước muốn thưa rằng bây giờ các bạn lại tập làm chậm lại. Các bạn nói: thầy, không được, không được. Làm sao mà có làm chậm được thầy? Vân vân, thì thôi thì em thua các bạn rồi. Các bạn muốn tu mà em chỉ các bạn tu, mà các bạn không chịu tu, các bạn cứ nói là làm sao làm được thì em chịu phép thôi. Nha. Cho nên tập lại. Đặc biệt là khi mình vào mình công quả ở chùa. Thì Phước có bao giờ quở các vị mà làm trễ không? Mà chỉ quở các vị làm không có chánh niệm thôi.
nha. Mình tu học là phải có chánh niệm, có nghĩa là mình làm việc gì mình biết việc mình đang làm, chứ không cần phải vội. Vâng, và tu là như vậy. Còn sư tổ chùa Định Quang chúng ta, Thi Phước đã từng chia sẻ với các bạn, ngài nói gì? Tôi tu hành không mong cầu gì, chừng nào tôi đi thì đi không làm mệt các ông. Ngài cũng đã dạy chúng ta là tu tập như thế nào. Tu vô tham, tu vô cầu. Bây giờ mình lỡ mình sống, không lẽ mình không làm, người ta nói mình khùng. Rồi mình cứ ăn không, người ta nói mình là cái gì đấy, có hại cho xã hội, ví dụ thế. Là gánh nặng của gia đình và xã hội, cho nên thì cũng phải làm. Nhưng mà có khác trước đó là chúng ta làm nhưng mà có tuệ giác, làm nhưng mà mình biết rằng tất cả đều có đủ nhân đủ duyên thì nó mới thành tựu, mà chưa đủ nhân đủ duyên thì không cách nào thành tựu. Cũng có nghĩa là các bạn vẫn lo cho chồng, cho con, cho vợ, cho cháu, cho người thân, nhưng mà có tuệ giác. Còn ngày xưa lo là tất bật đầu tắt mặt tối, và không bao giờ kiểm soát mình ở lời nói, ở ý nghĩ và ở hành vi. Thì bây giờ mình bắt đầu có kiểm soát thì đó gọi là tu. Và theo lời của sư tổ Định Quang thì không mong cầu gì. Còn nếu các bạn tu mà có mong cầu gì, con mong cầu được Phật rước, con mong cầu có thần thông đó, thì cái câu chuyện ấy là ngoài sự hiểu biết của Thiên Phước. Vì sư tổ là dạy là ngài không mong cầu gì, mà bây giờ các bạn cầu thì Thiên Phước làm sao có cái gì, có điều gì để chia sẻ và hướng dẫn các bạn được, phải không ạ? Nha. Nhưng mà rõ ràng tổ sư của chúng ta thành tựu được sở nguyện. Vậy tu cũng có nghĩa là mình tu trên cơ sở gì? Trước đây Thi Phước cũng đã chia sẻ với các bạn rằng, nếu nói đơn giản toàn bộ tất cả các pháp môn và kinh kệ thì chúng ta chỉ có hai bước để tu thôi. Bước thứ nhất là tu thiện, là thực hành thiện hóa thân và tâm. Mình thiện mình ở lời nói, mình lành mình ở ý nghĩ, và thiện lành ở hành vi. Mình nói mà lời nói của mình là có hồi xưa sư phụ nói là gì? Có gai, lời nói có gai, có chà chôm, có móc câu. Đấy là cách nói của người xưa. Lời nói của mình nó thẳng như, đơn giản, rõ ràng, minh bạch, không có xúc xỉm ai, không có dèm pha ai, không có thị phi ai. Thì như vậy là mình đã tu được ở khẩu nghiệp, và đã thiện hóa ở miệng, ở lời nói. Rồi tịnh hóa, bây giờ mình nói lời dễ thương với người kế bên mình, với bạn tu, với người ở trong gia đình và ngoài xã hội, nhưng mà người ta vẫn thị phi mình thì sao ạ? Thì mình không phiền não, mình chỉ nghĩ đến pháp. Ví dụ như lời dạy trong Pháp Cú nói là ngược gió ném bụi nhơ, bụi hờn về người tạc. Mình chỉ niệm pháp để mình thương yêu đời, chứ mình không giận hờn, mình không thị phi, không tranh cãi, không biện minh. Như vậy là bạn đã thiện hóa ở ý nghĩ. Rồi bạn không chạy đến để đôi co, không thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không lôi kéo để hơn thua, thì bạn đã thiện hóa, đã thiện lành ở hành vi. Vì tu thiện đâu có khó lắm ạ. Chỉ cần bạn có tỉnh giác một chút. Đương nhiên cũng khó. Khó là sao? Là vì mấy chục năm rồi mình không để ý, chưa bao giờ mình để ý đến hơi thở của mình. Mà bây giờ mình kêu mình kiểm soát lời nói của mình thì thật là khó. Cái hơi thở nó dồn dập rồi, bạn muốn nói chậm nói được không? Không cách nào. Cho nên ngày hôm nay rồi bắt đầu qua tuần
Thứ ba và thứ bảy thì chúng ta bắt đầu quay trở lại việc thực tập về thiền quán, về hơi thở. Khi chiều có một vị bác sĩ đã đến, dẫn một người thân đến thăm hỏi và cũng đề đạt với Thiên Phước là mở lại hướng dẫn sự tu tập thiền quán về hơi thở. Và theo lời vị bác sĩ ấy thì thực tập yoga và thiền quán về hơi thở là những công phu hữu hiệu để đối trị với nạn dịch Covid. Thành ra các bạn mà không thực tập thiền quán về hơi thở mùa đại dịch là các bạn lỗ lã lắm nha. Chuyện ấy thì Phước cũng đã nói rồi, xin nói lược lại như vậy. Vậy thì mình tu là tu thiện, rồi là tịnh hóa. Có nghĩa là mình thiện là mình dễ thương với người ta rồi, nhưng mà người ta không dễ thương với mình. Người ta sẵn sàng tặng không những lời nói là có dao, có búa, có trà chôm, có vũ khí, có những viên lời nói và ánh mắt mang hình viên đạn cứ bay tới là tới tấp vào người mình thôi thì cũng không sao cả, vì người ta cho mình cơ hội để mình tịnh hóa thân và tâm. Mình tịnh hóa bằng cách nào? Bằng cách đưa dòng tâm thức mình trở về với hơi thở, đưa tâm của mình về với thân của mình. Thân và tâm luôn có mặt để mình có đầy đủ năng lượng của tuệ giác và năng lượng của phòng hộ, của bảo vệ, thì chúng ta sẽ không bị lôi kéo vào vũng bùn của đấu tranh, của tội lỗi, của thị phi. Còn nếu không thì sao ạ? Nếu không thì tại sao bà nói tôi như thế? Tôi làm gì có nói bà như thế? Một đứa dữ dằn thêm đứa nữa, thành ra một đám cũng như nhau. Tại vì đâu phải là một mình gây đâu, cũng phải có người binh mình rồi. Hồi là không phải là hai đứa cũng như nhau, là một đám cũng như nhau. Chúng ta học Phật là chúng ta tịnh hóa là như vậy. Cũng phải có cơ sở là các bạn phải thực tập thiền quán về hơi thở. Một khi hỏa khí bốc lên, nhiệt lượng nó tăng cao trong cơ thể, thì bạn phải đưa hơi thở của bạn trở về nhẹ nhàng, bạn mới có năng lực chuyển hóa, có năng lực gọi là tu tịnh được. Ví dụ như ngày hôm qua, trên chuyến đi, có huynh Thiện Lập làm chứng, nghe thông tin là gần 6 giờ rưỡi giờ mà không có thấy chú nào hết. Rồi Thiên Phước điện thoại các chú thì các chú bảo tàu thằng nào cũng như thằng nấy, là các chú không có bốc máy. Các bạn hiểu không? Bây giờ mình đi lễ tổ là mình đi đón nhận năng lượng của tuệ giác, của giải thoát của tổ, thì cớ gì mình lại phiền não kia chứ. Cho nên điện không được, mấy chú Thiên Phước điện cho huynh Thiện Đức, huynh đang ở đâu đó, bây giờ quan hỷ nha, nhanh lên nha, tới giờ rồi. Huynh quan hỷ qua chùa dẫn chúng tụng kinh giùm, phải không huynh Thiện Lập? Huynh có hôm qua có ghi nhận là Thiên Phước phiền não gì không? Thưa các bạn, không phải gì Thiên Phước hay cái gì cả, mà chẳng qua là quen quá rồi, quen với sự thử thách, sự rèn luyện của cuộc đời rồi, của các chú rồi, cho nên mình giải gì mà mình lại kéo mình vào phiền não. Phiền não là tội lỗi, phiền não là ác. Thiên Phước đã từng nói như vậy phải không? Mà lâu lâu mà có lỡ có ác thì cũng giấu nhẹm nó lại chứ đâu có lòi ra. Nhưng mà phải mình ác một cái là mình khổ một nỗi, phải không? Cho nên nhớ, không có phiền não bất cứ lý do nào hết. Người ta không dễ thương với mình đó, là mình phải còn biết trân quý đó. Là vì sao? Người ta cho cơ hội để mình được rèn luyện. Cho nên người tu không mong cầu những cái gì thuận lợi cả, mà người tu luôn quán niệm rằng hãy xem nghịch cảnh là thuận duyên. Đó là tu tịnh. Vâng, thưa các bạn, như vậy con đường tu học của chúng ta nói đơn giản, cho dù thiên kinh vạn điển thì cũng đưa đến là một là tu thiện, hai là tu tịnh. Nhưng mà tu để làm gì ạ? Có bạn nào băn khoăn không? Không phải tu để làm gì, mà tu để
bạn dễ thương hơn, tu để bạn được an bình hơn trong đời sống này. Và nếu từ đây đến cuối đời bạn luôn dễ thương, bạn luôn có chất liệu của an bình, bạn luôn có chất liệu của tuệ giác, tuệ giác luôn có mặt với bạn, thì thế nào ạ? Việc gì phải lo chuyện kiếp sau? Cái dòng nhân duyên đó nó đang trên cái đà của tuệ giác, của giác ngộ, của giải thoát thì cứ thế mà nó tiếp tục thôi. Cho nên nói tu pháp môn này pháp môn kia rồi tranh cãi, rồi một số vị tu theo Nam truyền cho rằng Phật giáo lối tu của mình là nguyên thủy, chê bai Phật giáo Bắc truyền. Rồi một số vị tu tập theo Phật giáo Bắc truyền lại tự hào là mình tu tập Đại Thừa cho nên chê bai Phật giáo Nam truyền. Những động thái đó, những hành vi đó và những ngôn ngữ đó không xứng với tư cách là người đệ tử của Phật, các bạn nghe rõ không? Thì tôi không phê bình những vị đó, nhưng mà nói là để chỉ các bạn đừng có bắt chước, đừng có học theo và đừng có vinh vào những lời giáo hóa đó, nguy hiểm lắm. Nó sẽ dẫn chúng ta đến lỗi lầm. Bởi vì mình tu đây là tu thiện và tu tịnh. Mà tịnh thì người ta có thị phi mình cỡ nào thì mình cũng phải để tịnh hóa suốt. Còn nói một cách khác đó là tu phước và tu tuệ. Và chữ phước, trong buổi pháp thoại đầu năm, gieo mầm phước báo đầu năm thì các bạn biết phước là gì rồi. Phước là những gì làm cho tâm tốt đẹp. Cái tâm thị phi, cái tâm đề cao mình và cái của mình, chê bai người và cái của người, cái tâm đó có tốt đẹp không? Như vậy thì không phải là tu phước rồi. Chứ không phải tu phước là phải tiền muôn bạc vạn cúng dường bố thí. Mà tu phước là làm cho tâm mình tốt đẹp. Tâm mình tốt đẹp thì chỉ có tịnh hóa thôi. Chỉ có suy nghĩ điều lành, điều tốt, điều thương yêu. Rồi những gì mà không dễ thương, không đáng yêu, không đẹp đẽ mà người ta tặng không, mình miễn phí mình là tặng một mà cho mười luôn á, thì mình phải tịnh hóa nó xuống. Thì như vậy mình mới là tu phước. Mà mình làm được như vậy mình là người tu tuệ. Có đòi hỏi các bạn phải biết kinh kệ nhiều không? Kiến thức giáo lý nhiều không? Có đòi hỏi các bạn phải công phu niệm Phật, đức chuỗi, trì chú hay là gái xương sống không? Không có. Thành ra tu là tu thiện và tu tịnh, cũng là tu phước và tuệ. Còn nói một cách khác là tu giới, tu định. Tuệ là kết quả rồi, không cần nói. Giới định là nhân và tuệ là quả. Mà giới là thế nào? Giới là khéo kiểm soát mình ở lời nói, ở hành vi và ở ý nghĩ. Còn giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu bạn thật sự kiểm soát bạn được ở ý nghĩ thì những giới đó có bị phạm không? Thưa không. Cho nên đó gọi là giới tướng. Còn giới tâm là gì? Là mình khéo kiểm soát, khéo soi xét, khéo quán chiếu, khéo làm chủ mình trong lời nói, trong ý nghĩ và trong hành vi. Mình biết rằng lời nói này dẫn đến kết quả không dễ thương, mình không nói. Mình biết rằng hành vi này dẫn đến kết quả không có đẹp mắt, mình không thực hiện hành vi đó. Và cho dù có sóng gió dập dồn, có thị phi, có chướng duyên, có trở ngại, mình vẫn kiên định, mình không thay đổi quan điểm tu hành mà các bạn đã vừa nghe, thì đó gọi là định. Định là sao? Là mình luôn luôn giữ được tâm thức mình trong trạng thái làm chủ được. Đó là định. Chứ không phải là định là ngồi hít thở rồi hồi cái là ta ngắt ta nhéo cũng không biết luôn, là giống như là thành đá luôn đó. Điều đó cũng khó làm. Nhưng mà con đường tu học đó không phải là con đường tu học của Phật. Định đó trong nhà Phật gọi là, trong nhà Phật không đề cao cái lối tu định đó, mà trong nhà Phật đề cao lối tu định là
mình luôn làm chủ kiểm soát mình ở trong mọi hoàn cảnh, gọi là định. Định là gì? Là sự vững chãi, phải không ạ? Mình vững chãi tinh thần của mình, mình kiểm soát mình ở lời nói cho dù hoàn cảnh thế nào, rồi mình kiểm soát mình ở hành vi cho dù người ta có những thái độ không dễ thương, thì vậy là bạn đã có định. Và người có được sự kiểm soát là giới, người có được sự vững chãi gọi là định. Thì giới và định là nhân mà chúng ta cần gieo, tuệ là kết quả. Thầy đã tu học là tu thiện, tu tịnh. Tu học là tu phước và tu tuệ. Tu học cũng là tu giới và tu định. Pháp môn nào bạn cũng phải tu thế thôi. Pháp môn nào bạn cũng phải tu giới. Bạn phải kiểm soát mình ở lời nói, bạn phải làm chủ mình ở hành vi, và bạn phải vững vàng trong ý kiến. Và thưa các bạn, như vậy thì cách nói xưa gọi là phòng hộ sáu căn. Và vì thế cho nên thiền phái Trúc Lâm, Phật Hoàng Trần Nhân Tông và chư Tổ Đức Sao có pháp sám hối sáu căn, là lại sám hối liên quan đến sáu căn. Để chi? Để đưa tuệ giác về sự phòng hộ sáu căn vào trong đời sống. Và đường lối tu tập đó thì gọi là thiền phái Trúc Lâm. Thiền phái Trúc Lâm cũng tu gì? Cũng tu giới, cũng phải kiểm soát, cũng phải phòng hộ mình ở sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vâng, cho nên thưa các bạn, vậy thì chúng ta tu là tu theo duyên của mình, nhưng mà tu trên nền tảng của thiện và tịnh, nền tảng của phúc và tuệ, rồi nền tảng của giới và định. Và thưa các bạn, nếu các bạn thực tập như những gì mà Thiên Phước vừa chia sẻ và những gì mà các bạn đã biết trước đó, không luận là các bạn tu pháp môn nào, bạn có thể đạt đến trình độ gọi là nắm lấy chuỗi tràng trần niệm nhất thì nghiễm nhiên thành Phật đã lâu rồi. Thì lúc đó bạn nói bằng tu tịnh độ thì đó là việc của bạn. Vì điều quan trọng của sự tu học là làm chủ, là an lạc, là an định thân và tâm. Là như vậy thì bằng cách nào để chúng ta biết là chúng ta tu có kết quả? Mặc dù chúng ta không nói là chúng ta tu thiền, không nói tu tịnh, không nói tu mật, không đặt vấn đề đó. Bởi vì tu là tu thiện. Bạn có thiện ở lời nói không? Bạn có lành ở ý nghĩ không? Bạn có hành vi dễ thương không? Đó là thiện. Rồi mình thiện rồi, nhưng mà đôi khi người ta không có thiện, mà người ta lại muốn cho mình thiện cao hơn, người ta thử thách mình, thì mình phải tịnh xuất. À, như vậy thì tu là như vậy. Thì cuối cùng làm sao để xác định được là kết quả? Nếu các bạn nghe theo sự chia sẻ của những vị tu học hiện nay đó, người ta đưa lên phim, trước đây không có phim thì người ta chụp hình, người ta cho Thiên Phước xem là niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi vân vân, rồi mình ráng mình tu, nhưng mà tới chừng mà mình chết mà có xá lợi rồi ai được xem? Rõ ràng là mình không có được xem rồi. Mà mình lỡ mình vãng sanh rồi là mình còn ở đâu đây để mình xem xá lợi của mình mà mình biết được kết quả, có phải không? Tại đó mình tu để cho người ta biết kết quả thì lối tu đó không an toàn. Mình tu mình phải thấy được kết quả. Nhưng kết quả như thế nào để biết là mình tu? Thưa các bạn, như vậy thì chúng ta xác định rằng mình tu là không phải để được phong thánh, không phải để được phong thánh, mà tu cũng không phải là để đến một lúc nào đó mình tự cho mình là thánh. Ví dụ như ở xã hội, ở thế giới một thời á, thì
Có vị người ta xưng người ta là vô thượng sư, thanh gì đó vô thượng sư chẳng hạn. Đó là họ tự phong thánh. Rồi có một thời các giáo hội lại phong thánh cho ai đó, thì không phải là mục đích và cũng không phải là kết quả mà chúng ta muốn tu tập. Các bạn rõ chưa? Vậy hay là mình tu rồi mình sẽ được Phật rước về thế giới nào đó, thì không phải là ý mà Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn dạy chúng ta đâu. Chúng ta hiểu nhầm lời dạy của Phật đấy. Nếu các bạn cho rằng mình tu rồi Đức Phật nọ sẽ rước, Đức Bồ Tát kia sẽ giơ tay nắm tay bạn lên, mình hiểu như vậy là mình hiểu nhầm lời Phật dạy rồi. Cho nên chúng ta xác định với nhau về kết quả là không phải được phong thánh, cũng không phải để tự mình xưng thánh, cũng không phải để Phật thánh nào đó rước về cái cảnh giới nào đó, mà mình tu là có kết quả ở hiện tại. Chúng ta có bớt phiền não hay không? Thì điều ấy các bạn có thể tự mình kiểm được, hoặc nhờ người xung quanh mình nhắc nhở mình. Rồi chúng ta tu tập như vậy thì tình thương yêu của chúng ta có mở rộng hơn không? Và đặc biệt là chúng ta có bám víu vào gia đình, vào tình cảm, vào tiền của, vật chất. Và cách nói mà Thiên Phước thường nói lâu nay đó là chúng ta có bám víu nặng hơn vào những điều không thể bám víu hay không? Nếu bạn tu, bạn cũng muốn sanh Tây Phương Cực Lạc lắm, nhưng mà bạn sợ rồi, Phật ơi, Phật cho con 3 năm nữa để thằng cháu nội của con á, nó được 3 tuổi, nó cứng cáp rồi, Phật rước con mới chịu. Mà tu như vậy thì hỏng rồi, không có Phật nào đâu các bạn ơi. Vì sao? Vì bạn đang bám víu, chỉ có cháu bạn rước bạn thôi. Trước đây Thiên Phước đã chia sẻ chuyện Ngài Chí Công nói về cái việc mà người cháu lấy bà đó. Cho nên chuyện đó bây giờ mình không nói nữa, không có thời gian và mưa ồn, có thể các bạn khó nghe. Cho nên như vậy thì mình tu á, thứ nhất là không phải để mình được phong thánh, cũng không phải để tự mình xưng thánh, cũng không phải để Phật thánh nào rước, Phật thánh nào tiếp mình. Mà mình tu có kết quả ở hiện tại là mình có bớt phiền não không? Có bớt tham không? Có bớt giận không? Bớt mê mờ không? Bớt hơn thua không? Bớt thị phi không? Mình tu, mình đi chùa, mình tụng kinh, niệm Phật, mình ở chùa 10 năm, mà càng ngày mình thị phi càng nhiều thì là hỏng rồi, tu sai rồi. Và tình thương yêu của mình có dễ dàng tha thứ hay không? Thì đấy mới là thước đo về kết quả tu hành của mình. Và đặc biệt là mình còn bám víu hay không? Tu hành, nói muốn đi khóa tu này, khóa tu kia, đi ra khỏi nhà 3 ngày nhớ thằng cháu nội ở nhà, ngồi ở chùa mà ngoài mấy khóa lễ rồi ngồi mặt buồn xo, trời ơi nhớ cháu nội nhà quá, thì vậy là tu sai rồi. Đơn giản như vậy đấy các bạn. Cũng không có nghĩa là tu rồi các bạn không có tình cảm, nhưng tình cảm của các bạn tuệ giác nó khác chút xíu vậy. Làm sao mà Thiên Phước không thương, không kính, không quý, không trân trọng các huynh đệ được? Nói Thiên Phước không có tình cảm với các bạn là đúng đấy. Nhưng mà Thiên Phước luôn xác định được rằng còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan.
Và cách nói bình thường các bạn hay nghe đó gọi là tuệ giác có mặt trong tình thương yêu nha. Thế thôi các bạn ạ. Nên thưa các bạn, như vậy thì Tuy Phước đã kính chia sẻ với các bạn là đó hết hai nội dung. Nội dung thứ nhất là mình tu á, là mình tu theo duyên của mình. Mà duyên của chúng mình như thế nào? Là không phải là tu pháp môn nào, mà duyên của chúng mình là người cư sĩ Phật tử tục gia, mình có trách nhiệm, có gánh nặng và có tương tác trong gia đình. Mình chỉ có ít thời gian đến chùa thì mình tu theo duyên của mình, theo hoàn cảnh của mình. Nhưng mà tu là gì? Tu là thay đổi mình ở lời nói, ở hành vi và ở ý nghĩ. Như vậy cũng trong duyên đó, trước đây mình phiền não nhiều, bây giờ mình bớt phiền não. Mình hơn thua nhiều, bây giờ mình bớt hơn thua, gọi là tu thiện. Khi mình bớt hơn thua là mình đã có trí tuệ rồi. Và đó là tu theo duyên của mình. Và thứ nhì là Tuy Phước cũng đã kính chia sẻ với các bạn là bằng cách nào chúng ta xác định được kết quả tu học. Thì đấy, cứ xem mình có bớt phiền não hay không, có thanh thản không, có nhẹ nhàng không, mặc dù hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội. Như lời sớ vừa rồi Thiên Phước viết đó: bầu thế giới thêm đau điên điên đau, là cả thế giới này đang đảo điên, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được tâm thái yên bình. Thưa vị, thì bạn tu đúng rồi. Còn thế giới đảo điên, mình làm thêm hai chữ, ba chữ điên đảo nữa thì hỏng rồi. Thế giới có hai chữ điên đảo mà mình tới sáu chữ điên đảo là mình sang quá rồi, và mình tu sai rồi. Và bây giờ chúng ta cùng với nhau để ý đến những nội dung quan trọng trong vấn đề tu học của chúng ta. Thưa các bạn, trong những hóa pháp của Đức Phật thì Đức Thế Tôn có nói đến bài pháp là pháp môn căn bản. Nhưng vì sao Thiên Phước không chia sẻ nội dung ấy ngay từ đầu? Là vì nội dung bản kinh đó ngôn từ rất là nhiều, mà cách hướng dẫn của Đức Phật là hướng dẫn cho chư tăng tỳ kheo thời của Ngài. Cho nên đôi khi đem ra chia sẻ nội dung của bản kinh đó sẽ làm các bạn khó hiểu. Chúng ta có thể học bản kinh đó nhưng mà học lúc bình thường, chứ không thể học trong thời gian ngắn này mà nắm hết được. Và bản kinh đó có nội dung, Thiên Phước xin trích lược một phần. Đức Thế Tôn dạy rằng: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản tất cả pháp. Hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Và thưa các bạn, sau đó thì Thế Tôn nói đến sự tưởng tri của người phàm phu. Người phàm phu như chúng mình, khi biết thì biết cái gì, nghĩ nghĩ cái gì, thì ấy là lời trong kinh gọi là tưởng tri. Là cái biết của chúng ta là nó do cái vọng tưởng của chúng ta thôi, chứ không biết đúng như thật, gọi là tưởng tri. Rồi Đức Thế Tôn lại nói rằng: những bậc hữu học và những bậc thánh vô học A-la-hán á, thì thắng tri. Tưởng tri là sự hiểu biết do tâm tưởng của mình, còn thắng tri là sự hiểu biết màu diệu của tuệ giác, thì bậc thánh mới có. Và nội dung của bản kinh Đức Thế Tôn muốn nói rằng: người phàm phu, suy nghĩ của người phàm phu, tâm tư của người phàm phu, sự hiểu biết của phàm phu không đúng với sự thật về mình, về người, về thế giới, về chư thiên, về nhân loại, về con người, về hữu tình, về vô tình. Tất cả những tâm niệm mà chúng sinh mê mờ chúng ta, phàm phu như chúng ta, về mình, về người, về thế giới, về vô tình chúng sinh, về hữu tình chúng sinh, đều là sai lầm.
Cũng có nghĩa là việc mà chúng ta đi chùa học Phật á, không khéo là cũng đầy sai lầm. Cho nên bữa nay mình đi chùa này để kết duyên, ngày mai mình đi chùa kia để cúng dường, mốt mình chạy qua chùa nọ để tham dự pháp hội, không phải là cách tu học khéo léo, mà đó chỉ là mới kết duyên và không có thành tựu được. Vì mình đa sư hư bệnh, mình uống thuốc mà cứ nay chạy thầy này, mai chạy thầy kia, rồi mình chỉ có thêm bệnh thôi. Cho nên học Phật để ý cái việc ấy. Thiên Phước không bao giờ ngăn cản người ta đi đảnh lễ đi Tam Bảo, cúng dường chư tăng. Nhưng mà nếu mà thật sự học pháp á, thì không có nên đi lòng vòng nhiều. Vì sao? Vì đa sư hư bệnh, và cái tưởng tri như Đức Phật dạy của chúng ta nó càng dày thêm. Mà tưởng tri càng dày cũng có nghĩa là vô minh càng dày, có nghĩa là sự hiểu biết chúng ta càng sai lầm về mình, về người, về thế giới. Mà chúng ta hiểu biết sai lầm, làm sao chúng ta có suy nghĩ đúng được? Làm sao chúng ta có hành vi đúng được? Và làm sao chúng ta có lời nói đúng được? Lời nói không đúng, suy nghĩ không đúng, hành vi không đúng, thì chúng ta tu có kết quả gì ạ? Đấy các bạn tự biết. Cho nên Đức Thế Tôn so sánh về tâm niệm của người phàm phu, rồi tâm niệm về sự hiểu biết của người phàm phu với sự hiểu biết về tư duy của các bậc thánh vô lậu và hữu học, thì chỉ có thắng tri, có nghĩa là sự hiểu biết màu diệu của các bậc thánh đó, thì các ngài nhìn thế giới này, các ngài nói về thế giới này, các ngài nghĩ về thế giới này, về con người, về vạn vật mới là đúng. Cho nên chúng ta phải học pháp dữ, chúng ta phải học nhiều các bạn ạ. Và khi mà các bậc hữu học và các bậc thánh vô học đã có ý nghĩ, đã có thắng tri về mình, về người, về hữu tình, về vô tình, về chư thiên, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, về tam đồ đạt, các ngài có thắng tri thì các ngài mới có thắng giải, có nghĩa là các ngài mới hiểu thấu, biết rõ, rồi các ngài mới không có dính mắc đến phiền não, cũng có nghĩa là các ngài mới có khả năng đoạn diệt phiền não. Và đó là con đường tu tập mà Đức Thế Tôn gọi là căn bản pháp môn. Và Đức Thế Tôn nói như thế nào ở phần cuối? Do vậy, này các tỳ kheo, ta nói Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự trừ bỏ hoàn toàn các ái đã chơn chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Thế Tôn thuyết giảng, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời của Phật. Có nghĩa là bài kinh ấy có tên gọi là pháp môn căn bản á, là pháp môn căn bản. Thì Đức Phật dạy chúng ta tu gì? Chúng ta làm sao kiểm soát được mình, làm chủ mình ở lời nói, ý nghĩ, việc làm, và để rồi chúng ta bớt phiền não. Người cư sĩ Phật tử mà kêu hết phiền não thì đôi khi cũng là một việc khó, vì người xuất gia cũng còn lặn lội trên cái vũng lầy của phiền não mà. Đấy, cho nên nhưng mà mình phải học cái cách nào đó để mình thực tập, mình kiểm soát, mình chuyển hóa, để mình bớt tham, mình bớt sân, bớt mê mờ, bớt tà kiến, bớt vội tinh, bớt mê tín dị đoan, thì như vậy là bạn đã tu đúng rồi. Và đó là pháp môn của chúng ta, pháp môn căn bản. Vâng, thưa các bạn, thì các bạn đã nghe qua lời Đức Thế Tôn nói ở trong bản kinh pháp môn căn bản thuộc về bản kinh Trung Bộ, bài kinh thứ nhất trong kinh Trung Bộ. Thì các bạn hiểu rằng cho dù trên giáo nghĩa của Phật giáo Bắc truyền nói đến pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền, rồi pháp môn mật tông v.v.
thì không có pháp môn nào mà không nói đến việc diệt trừ chuyển hóa phiền não cả. Cho nên hôm trước các bạn nhớ lại buổi pháp thoại về tu là gì, Phật pháp vấn đáp hôm trước đó, hỏi tu là gì đó, rồi sau đó tu có phải là sau khi chết được vãng sanh không, thì Thiên Phước đã giới thiệu giáo nghĩa của tịnh độ pháp môn. Thì trong đó có 10 điều quan trọng, mà một trong những 10 điều đó là gì? Là phải đoạn tuyệt phiền não. Thành ra pháp môn nào cũng phải là đoạn tuyệt phiền não. Vậy thì việc các bạn học cách để nhận diện về mình trong lời nói, làm chủ về mình trong việc làm, trong hành vi, rồi trong ý nghĩ, thì đó là pháp môn căn bản mà huynh đệ chúng ta cần phải tu tập. Mọi người đã rõ chưa? Còn việc mà chúng ta tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, đó là những phương tiện để chúng ta có nhiều cơ hội để kiểm soát phiền não, làm chủ được phiền não. Có phải là lúc các bạn đang tụng kinh thì lúc đó phiền não vắng mặt đúng không? Mà lúc mà phiền não mà có mặt là miệng mình tụng, nhưng mà đầu mình là đang tụng phiền não. Rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà nếu các bạn thực sự tụng kinh, mình không cần biết hiểu kinh kệ như thế nào, nhưng mà bạn thực sự tụng thì lúc đó phiền não vắng mặt đúng không? Đúng không? Mình đang tụng chú, mình đang tụng kinh, hoặc là các bạn đang tham dự pháp đàn chẩn tế, thực sự lắng nghe đàn pháp, thì lúc đó phiền não có mặt không? Thưa rõ ràng là không. Nhưng mà thi thoảng là phiền não có mặt, thì lúc đó là bạn là thân ở trong đạo tràng mà tâm ở ngoài xóm lạc. Thế thôi, chứ có gì đâu. Và đó là bình thường, tại vì công phu mình còn kém. Cho nên Thiên Phước cũng không cần nhắc lại tu là sửa đổi bên trong, sửa thân, khẩu ý, tấm lòng từ bi. Các bạn nghe lại buổi pháp thoại về Phật pháp vấn đáp tu là gì, có phải không ạ? Và nhân duyên này thì Thiên Phước xin phép nhắc nhở đôi điều. Về cơ bản, pháp môn tu tập của chúng ta là học cách nào để mình chuyển hóa phiền não, mình bớt đi phiền não nha. Rồi, và bằng cách nào đó huynh đệ chúng mình phải thấy được lỗi mình. Mà người ít phiền não, người đó mới thấy được lỗi mình. Mà người đã thấy được lỗi mình, người đó đã bắt đầu có công phu làm chủ được mình. Vậy thì nếu nói để xác định kết quả tu học á, thì chúng ta có thể thêm vào một tiêu chuẩn là bạn có thấy được lỗi mình trong duyên của đời sống không? Hay là từ sáng sớm đến tối là lỗi tại ổng, lỗi tại bà, lỗi tại các con, mà chưa bao giờ mình thấy lỗi tại mình, thì chứng tỏ là công phu tu hành của mình bị sai rồi. Và trong duyên trước kia thì Thiên Phước đã có một bài pháp thoại gọi là chân thành nhận lỗi là đại phước đức. Bạn nào đã nghe bài đó rồi? Ai nghe rồi giơ tay coi, ta mừng coi. Một bạn, hai bạn, ba bạn, bốn bạn, thế thì hỏng rồi. Các bạn vào Miêu Hoàng Channel, còn không biết thì chốc nữa xuống Thiên Phước ghi cho. Rồi Thiên Phước còn hướng dẫn là vào cái hình chú tiểu mặc áo nâu, nâu sáng hơn áo này chút, đầu tròn, click vào đó thì trong đó có nhiều video clip mà liên quan đến chùa và liên quan đến sự chia sẻ của Thiên Phước nha. Nghe lại bài chân thành nhận lỗi là đại phước đức. Bài đó có một số nội dung cũng rất là cần lắm. Và thưa các bạn, như vậy các bạn đã rõ người cư sĩ tục gia như huynh đệ nên tu như thế nào rồi. Rồi vì sao các bạn có băn khoăn về vấn đề pháp môn nào nữa thì cũng nên đến gặp Thiên Phước để Thiên Phước nói lại nội dung của ngày hôm nay. Chúng ta không nói đến pháp môn nào, mà pháp môn căn bản của chúng ta là học hiểu suy nghĩ như thế nào để thấy được lỗi mình, để giảm bớt phiền não, và để tăng tình thương yêu và bớt đi sự bám víu. Vậy là bạn đã tu đúng rồi. Và chắc chắn rằng nếu bạn làm được như thế thì bạn sẽ có thành tựu. Là người biết tu thì thấy phương tiện cũng chỉ là phương tiện. Các bạn nghe rõ không? Khi nãy Thiên Phước nói gì?
tụng kinh niệm Phật, hành thiền, kinh hành, cúng đàn, bố thí là phương tiện để mình chuyển hóa bản ngã của mình. Mình cúng dường mà mình còn mong là con cúng cái đó là thầy được dùng chứ thầy không được cho người khác, là cúng dường đó là cúng dường sai lầm. Cách như vậy có nghĩa là mình cúng dường là để mình xả bỏ cái tâm chấp trước của mình, cái tâm tham của mình. Mà bây giờ mình cúng dường nhưng mà mình vẫn yêu cầu là thầy được xài chứ thầy không được cho người khác, thì là cúng dường sai rồi, bản ngã chưa được chuyển hóa. Rồi thành ra phương tiện cúng dường, phương tiện bố thí là để gì? Để trừ bỏ cái chấp trước về mình và cái của mình, trừ bỏ lòng tham. Và thấy méo không khác tròn, méo mà không còn thì đúng là thầy càng về sau ổng hay nói chuyện trên mây quá, méo mà không khác tròn là sao, cái chuyện đó khó quá cho qua đi nha. Nhưng mà Thiên Phước đem lại lời mà Thiên Phước không ngờ là phát hiện nội dung nói chuyện 11 năm trước, thì trong đó nói là gì? Đó là người biết tu, thấy phương tiện cũng chỉ là phương tiện, thấy méo không khác tròn, mà tình thương thì nguyên sơ như tự thở trinh nguyên. Đó là gì? Là lòng từ bi vô nhiễm đó. Nói như cách của người ta tôn vinh Đức Mẹ là Đức Mẹ gì? Gì gọi là vô nhiễm đó. Đó là tình thương yêu đó là thuộc về chân tánh, gọi là vô nhiễm, gọi là trinh nguyên. Nó không phải là tình thương có điều kiện như chúng ta. Mình thương qua thương lại, mà không thương qua thì không thương lại. Tình thương là không có điều kiện, mà trong nhà Phật gọi là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Thì điều này giới thiệu các bạn nghe vậy thôi, từ từ rồi sẽ hiểu thêm. Cho nên có lời thơ là cuộc vui dâu bể nô đùa, thành thân trí tuệ không đùa không nô. Khi mà các bạn thực sự để ý thực tập chuyển hóa mình ở lời nói, ở ý nghĩ, ở việc làm á, thì trong cái cõi dâu bể của cuộc đời này, người ta hơn thua phải quấy mình như là sự nô đùa của trên tuồng hát, nhưng mà mình đã thành thân trí tuệ không đùa không nô. Còn nếu không được như vậy thì có thể chúng ta nghe âm vang ở đâu đó lời của Quán Âm Bồ Tát nói là buồn buồn lắm hỡi các con, biển dâu méo mó tìm tròn vuông đâu, cuộc vui biến thể nhiệm màu, ưu tư nan tả xin trào chuyển bi. Khó hiểu quá. Cũng có nghĩa là nếu mà các bạn đã là về chùa, đã được quy y Tam Bảo nhiều nhiều năm rồi, đã phát tâm cúng dường phụng sự, rồi từ cúng dường công sức cho đến vật bao nhiêu năm, mà mình vẫn bên, mình vẫn ngày lại ngày thêm buồn, thêm giận, rồi theo thời gian của hoàn cảnh xã hội, thế giới đầy biến động, vật giá leo thang, giá xăng tăng, giá dầu không giảm, nha, thì chúng ta lại càng bất an. Mà nếu các bạn đã quy y Tam Bảo, đã cúng dường bao nhiêu năm, rồi tiếng là học Pháp, tôn vinh Pháp sư này, tôn thờ vị thầy kia, mà đến giờ này mình vẫn chưa có bớt được phiền não, tình thương vẫn chưa được trở về với nguồn gọi là đồng thể đại bi, vẫn thương yêu có điều kiện, thì mặt khác lại bám víu vào những điều không thể bám víu. Cái gì không thể bám víu? Chẳng có cái gì có thể bám víu được. Từ thân thể của mình cho đến tài sản vật chất, cho đến tình cảm gia đình, và cả bầu thế giới thiên hà đại địa này, chúng ta không thể bám víu vào đâu được cả. Mà chúng ta vẫn bám víu thì chúng ta biết là chúng ta tu chưa đúng, chúng ta chưa thực sự, nếu không phải là chưa đúng, là chưa thực sự công phu để thay đổi chính mình. Tu là sửa đổi, tu là thay đổi, mà mình vẫn nguyên sơ như ngày nào, vẫn hoang sơ, vẫn dại dột, vẫn hơn thua, vẫn thị phi khi đến chùa, vẫn vui đùa khi không có thầy ở trên chùa, thì là hỏng rồi, có phải không?
Mình tu là luôn luôn tuệ giác phải có mặt. Thấy thầy cái khép nếp vậy. Mà không có thầy tới nghe sùm ồm sòm. Giống như Chu Trống Bát Nhã thì thôi rồi. Phải không? Cho nên mong các bạn để ý. Nếu các bạn thật sự làm được như vậy thì các bạn đã mang được năng lượng yên bình, năng lượng thương yêu, năng lượng của trí tuệ về nhà. Thì các bạn không cần phải lôi kéo kêu gọi chồng con các cháu đi chùa hết. Đến một lúc nào đó, năng lượng của tuệ giác, năng lượng của thương yêu, năng lượng của từ bi, của vị tha, của bao dung của các bạn sẽ lan tỏa qua những vị. Thôi, vậy các bạn là đủ mệt rồi phải không? Rõ chưa? Con đường tu tập của người tại gia là thế nào? Là học cách này cách kia để chuyển hóa bớt phiền não, tham chấp. Vì mình và cái của mình là con đường tu học đúng. Nam mô A Di Đà Phật, xin đa tạ. Nguyện đem công đức này hướng về gấp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, cảm ơn các bạn.